Xin chào bà con, cô chú anh chị và các bạn đã quay lại với kênh YouTube Trại Giống Bình Phước cũng như là Trại Dê Thanh Sang. Thì bà con đang quan sát thì đây là một cái phân cảnh là ở một cái hồ phân giống để cung cấp giống cho bà con, cô chú anh chị chăn nuôi trên các tỉnh thành xa gần đã có cái nhu cầu gọi về trại. Thì ở đây là một cái hồ mà để phân giống, phân giống tức là lựa chọn những cái con giống theo những cái tỷ lệ mà được cái nó phù hợp để mà cung cấp cho bà con, cô chú anh chị có nhu cầu. Thì theo bà con đã biết thì trước đó ở cái kênh YouTube của em thì em đã chia sẻ rất là nhiều cái video clip nói về cái mô hình nuôi cà cuốn này. Em sẽ có những cái video chia sẻ từ cái giai đoạn là mới làm chuồng, rồi cái giai đoạn mà trong quá trình chăn nuôi trục trặc như thế nào và cách xử lý ra sao. Thì em đã mỗi một cái video đó nó đều mang một cái ý, một cái ý chia sẻ riêng là ở trên cái thực tế mà em đang nuôi và em đang mắc phải và em khắc phục thành công, thì em đã sẽ chia sẻ lên cho cô chú anh chị có cái để mà tham khảo. Nhưng thời gian gần đây thì cũng được rất là nhiều cô chú anh chị quan tâm và gọi để mà có cái nhu cầu để được cung cấp những cái con giống cà cuốn này, và cũng muốn để hình dung ra những cái con cà cuốn này bao nhiêu ngày tuổi là có thể xuất bán được, và cái con giống mà xuất bán đó thì nó là bao lớn và nó như thế nào. Nói chung là rất có nhiều ý kiến, rất là nhiều cái thắc mắc thì cuộc gọi thì rất nhiều thì em sẽ không có trả lời hết được. Thay vào đó em sẽ làm một cái video clip để chia sẻ lên cho cô chú anh chị có cái để tham khảo chung, có cái để mà tham khảo chung. Đây cô chủ chú anh chị quan sát đây. Thì cà cuốn thì trong quá trình nuôi ở những cái video clip mà em nói sâu về cái vấn đề nào đó thì nó sẽ khác. Còn ở đây cái video clip này thì để mà giải đáp những cái câu hỏi là cô chú anh chị hỏi nè, thì cái con cà cuốn này khi cung cấp giống là bao nhiêu ngày tuổi nè. Thì cái con này ở đây á, cái hồ này là những cái con là 75 ngày tuổi, 75 ngày tuổi là những cái con để mà xuất giống cho cô chú anh chị theo cái tỷ lệ đực cái phù hợp là sẽ được chọn lọc từng con và đưa qua những cái hồ như thế này. Thì cà cuốn trong quá trình lột xác từ khi mà mới nở trứng cho tới khi lớn thì trải qua 5 lần lột xác, và trong 5 lần đó nó sẽ lột xác với ở cái độ tuổi và cái sự tiến triển lớn theo từng một cái giai đoạn một. Thì để mà cà cuốn mà để mà cứng vỏ thì bà con sẽ nắm là con cà cuốn từ 45 ngày tuổi trở đi thì cà cuốn đó sẽ được đưa vào cái cà cuốn gọi là cà cuốn thịt, và để mà vào những cái con cà cuốn em cung cấp như thế này thì ở đây em nói rõ hơn là con cà cuốn này là cà cuốn 75 ngày tuổi, tức là con cà cuốn này nó đã đủ cái khả năng để mà về cô chú anh chị đem về mà cho đẻ trứng, cho đẻ trứng. Thì tại sao mà em lại cung cấp những cái con cà cuốn này ở cái độ tuổi này mà lại không phải là cung cấp ở những cái con mà lột xác lần 2, lần 3 hay là mới nở, thì nó cũng có ý riêng. Thì thông thường thì cà cuốn mà nó mới nở ra từ những ổ trứng thì bà con có nhu cầu mua ổ trứng thì em sẽ cung cấp trực tiếp cái ổ trứng đó về cho cô chú anh chị mình là để em về để ấp nở. Nhưng em cũng đã khuyên thì nếu như cái kỹ thuật ấp trứng của mình đã chưa có từng nuôi và cái quá trình mà gửi nọ kia nó sẽ không có được đảm bảo 100% như cho lắm, thì em sẽ cung cấp những con cà cuốn bố mẹ như thế này đó. Thì về tới cái chỗ cái chuồng trại
ở nhà thì mình sẽ cho nó nuôi dưỡng như thế này đó, rồi sẽ cho nó ăn uống tốt thì tới cái ngày nó đẻ thì nó đẻ ổ trứng tại trại của mình luôn. Còn tại trại của mình luôn thì cái tỷ lệ mình ở thì nó sẽ cao hơn, là so với mua mà gửi đi, tức là cũng được, gửi đi nó cũng nở, nhưng mà nở ở cái góc độ là bao nhiêu phần trăm thì nó cũng có một cái giới hạn của nó. Còn ở đây em cung cấp là chuyên là cái cung cấp với con bố mẹ thì con này gọi là có con bố mẹ nè, con hậu bị nè, thì tức là hậu bị, tức là nó đang chờ tới ngày thì nó sẽ đẻ đó. Đó, cô chú anh chị quan sát nha, thì nó sẽ cứng cáp rồi này, cứng vỏ rồi nè, thì khi mình vận chuyển đi á thì nó cái đề kháng nó mạnh hơn, còn những cái con á mà mới nở á, và một hai lần tuổi nó còn cái vỏ nó còn dạng con cũng mềm, còn rất mềm, thì gửi đi xa cho cô chú anh chị thì nó sẽ không có được đảm bảo lắm, thì nên sẽ là khuyên cô chú anh chị nên mua những cái ổ với con mà ở độ tuổi mà nó lớn như thế này thì nó sẽ đảm bảo hơn. Còn cô chú anh chị muốn mua trứng về ấp nở thì ở đây em vẫn cung cấp cho cô chú anh chị trứng về ấp nở đó, và kèm theo những cái góp ý, những cái tư vấn mà trên thực tế em đã áp dụng và làm rất tốt thì em sẽ chia sẻ tới cho cô chú anh chị mình để mà thực hiện theo, để mà nuôi cho tốt và thành công. Thì cà cuốn này nó cũng dễ thôi, nó ăn thì như cô chú anh chị này có này, có cá bảy màu này thì thả sẵn vào trong đó thì nó sẽ ăn cá bảy màu đó, nó rượt đuổi nó bắt ăn tự nhiên vậy nè đó. Còn khi mà mình không có cá bảy màu, nó không đảm bảo nhiều, thì mình vẫn thả kèm được nhái, con nhái vào cho nó ăn, hoặc là dế đó. Đây nhái này cô chú anh chị có sáng nhái này đó. Thì tại vì cái con cà cuốn này á, thì để em giải thích lại với những cái cô chú anh chị chưa biết, thì nó sẽ không có ăn luôn con mồi giống như con vật nuôi khác, mà cái con này là nó hút chất, thì nó hút hết cái chất dinh dưỡng của cái con mồi thì nó còn như bộ da không, nó bỏ ra ngoài nó không ăn nữa. Chứ không phải nó ăn mất xác luôn, nó không ăn mất xác luôn, cho nên là cô chú anh chị hiểu nó không ăn mất xác. Chú đẹp mà. Thì khi mà em đã cung cấp cho cô chú anh chị thì em sẽ có phân bổ tỷ lệ đực cái ra riêng, và với những cái giá cả hợp lý thì cô chú anh chị nuôi đó. Giá cả để nuôi hợp lý để có lời, kèm theo những cái kỹ thuật nuôi cho được, cho thành công đó. Thì đó. Đây là cảnh quay này, là em quay vào cảnh buổi tối thì thông thường thì cà cuốn mà nó lên nó ăn, nó sẽ gặp cái bóng ánh đèn này nè, buổi tối nè, nó sẽ đưa lên trên rất là nhiều. Thì con này rất là nhạy cảm với bóng đèn này, nó bu lên trên nè. Còn cái giờ mà giờ đẻ, giờ sinh sản á, giờ hầu hết đều rơi vào cái khoảng là gần sáng thì cà cuốn nó đã đẻ. Thì giống như những cái video clip mà em chia sẻ mà về cái kỹ thuật mà cho cà cuốn đẻ đó và cách bảo vệ trứng đó, thì cô chú anh chị nếu mà chưa có coi những cái video đó thì vào cái kênh YouTube của em bấm lại những cái video đó xem lại. Còn cô chú anh nào mà chưa có nuôi mà đang có ý định làm chuồng thì sẽ bấm vào cái video là cái kỹ thuật làm chuồng đó. Nói chung là em sẽ làm chia sẻ đầy đủ cái đó cho cô chú chị mình theo dõi để thực hiện cho tốt. Tại vì chứ gọi điện thì thật ra thì gọi thì nhiều cô chú gọi thì em không có thể nào mà giải thích mà cặn kẽ cho từng cô chú một được, nó cũng rất là khó. Và cái lời nói hình dung ở trên cái thực tế
thì nó không bằng là mình chia sẻ hẳn một cái video như thế này, thì nó bao gồm cả hình ảnh và lời nói đi với nhau, thì sẽ cô chú anh chị sẽ xem sẽ rõ hơn, rồi dễ hiểu hơn. Đó. Rồi em cũng xin cuối video cũng xin nhắc lại là đây là cà cuốn giống để cung cấp cho cô chú anh chị ở gần xa, là cà cuốn ở cái độ tuổi đang trong cái thời kỳ sinh sản và đã cứng vỏ rồi, có đề kháng tốt để đủ khả năng đi xa, đủ khả năng đi xa. Còn những cái cô chú anh chị có nhu cầu mua những cái con thì thông thường thì gọi tới thì em cũng ít có bán, tại vì những cái con đó thì đề kháng nó yếu, tại vì con gì cũng vậy, nó lớn đi thì mình đề kháng tốt hơn, thì mình đi xa thì nó sẽ khỏe hơn, thì nó sẽ ít hao hụt hơn. Còn nó còn nhỏ thì nó đi xa nó sẽ hao hụt, thì những cái chuyện đó thì cô chú anh chị cũng không mong muốn, mà em thì cung cấp giống thì cũng không mong muốn những cái việc đó xảy ra. Cho nên là khi cung cấp giống thì sẽ cung cấp những cái con giống nào mà để về cô chú anh chị an toàn nhất và dễ nuôi nhất và cái hiệu quả nhất nữa. Đó, nó quan trọng là chỗ đó. Rồi thì cái video mục đích ngày hôm nay thì chia sẻ một cái phân cảnh là cà cuốn giống cho cô chú anh chị xem. Thì đến đây em cũng xin phép dừng cái video clip lại tại đây. Thì mọi cái nhu cầu thắc mắc hoặc là chưa hiểu thì cô chú anh chị cứ để comment bên dưới, em sẽ liên hệ lại hoặc là trả lời trực tiếp cho cô chú anh chị để giải đáp những thắc mắc đó. Còn những ý kiến thắc mắc trùng lập quá thì em sẽ tiếp tục em chia sẻ tiếp video tiếp. Thì để mà không bỏ lỡ những cái mà chia sẻ tiếp tục của em, thì cô chú anh chị nào thì chưa có đăng ký cái kênh YouTube của em thì có đăng ký vào cái kênh để theo dõi những cái chia sẻ đó. Nói chung là thì đây thì cũng được chuyện tháng này đó, mà có thể các bạn Zalo để mà cách tư vấn kỹ thuật qua hình ảnh qua video để được tốt hơn, thì kết bạn Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho em qua cái đầu số là 0974 872 503, thì rất là hân hạnh được đồng hành cùng cô chú anh chị lâu dài trên mọi miền, thì mọi miền mọi tỉnh. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video clip và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong những cái video clip tiếp theo.